900 cái là gói liền. Rất là hay luôn. Làm rất là nhanh nha. Đủ 6 loại. Rồi, xin chào cả nhà. Sáng nay thì mình ghé đường Nguyễn Văn Quá, quận 12. Ở đây có một cái xôi xe, có một cái xe xôi phòng. Cái điều đặc biệt á, là cái xe xôi phòng này á, là chị gái này là chị nướng, là nhướng cái bánh phòng ở đây luôn. Thường mình thấy các cái xe xôi khác á, thì người ta nướng trước, thì bởi vì cha đây lỡ mà khách đông quá thì làm sao mà nướng cho kịp. Nhưng mà điều đặc biệt là chị gái này chị ra đây chị nướng luôn. Tại sao mình không chọn cái phương án mà mình nướng ở nhà mà phải ra đây mới nướng? Dạ, mình nướng ở nhà bánh nó sẽ mềm anh, như vậy nó sẽ giòn tan hơn. À, nó mềm đi mắc ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy mà ví dụ như là cái giờ cao điểm mà khách nó đông là làm sao mà ấy được? Mình tranh thủ nướng anh. À. Dạ, với lại khách cũng dễ thương lắm, người ta đợi. Dạ. Dạ. Hay quá trời. Rất là lẹ luôn, cái tay làm lẹ quá trời luôn. À, chị bán đây được lâu chưa? Dạ em bán đây được năm hơn ạ. Vậy là cũng hơn năm à. Dạ. Chị bán đây thì 6 loại xôi. Cái này là khoảng mấy giờ là mình dạy mình nấu xôi đây chị? Dạ 2 giờ ạ. 2 giờ hả? Dạ. 2 giờ là nấu 6 loại. Rồi ví dụ như là người ta đặt thêm mình giao thì sao mà làm cho nổi? Mình dậy sớm xíu nữa. Dạ. Như hồi khuya này là cũng 1 giờ dậy á. Ôi. Dạ, tại người ta đặt tới mấy ký rồi. Mình thức, phải in bông cho người ta nữa. Thức từ 1 giờ tới giờ đó. Dạ. Nhưng mà sáng nay là ra trễ nữa đó. Sáng nay là tại vì khách đặt xôi cho nên ra trễ. Dạ. Thường là xôi này là thường người ta đặt để làm những cái sự kiện gì hay sao? Dạ, như là đám tiệc vậy đó anh, đám xôi nôi hay là đám giỗ tùy. Dạ. Đám tiệc này rồi những cái thì người ta sẽ đặt xôi ha. Nhưng mà em có thấy nó lạ là ví dụ như là 6 loại xôi đó là nấu riêng hết hả? Dạ, có bí quyết nấu hết anh. Có bí quyết nấu hết rồi, dạ. Có bí quyết. Dạ. Chứ mình nghĩ là từng loại này này, xôi xôi gắt này, dạ. Xôi lá cẩm này, xôi lá dứa, xôi đậu phộng, xôi đậu đen và xôi đậu xanh đúng không? Dạ, với lại bắp hầm nữa anh, bắp hầm em để vô hộp. Ủa, có bắp hầm nữa hả? Dạ. Dạ, chào chú ạ. Vậy là tính ra là 7 loại. Dạ. Ôi trời ơi, quá giỏi luôn. Ở là hồi trước là chị bán món khác nữa. Món dạ. Gì? Dạ, ngày xưa là cháo lòng bánh canh với cơm anh. Nhưng mà cái đó lâu rồi. Cháo lòng bánh canh rồi nghỉ một thời gian lâu rồi. Dạ. Ủa, quên nữa. Hai cái. Khách tới rồi. Nhiều chỗ người ta làm như vậy nhưng mà không có để bếp nướng, bởi vì bếp nướng là nó lâu lắm mà nướng nó nóng nữa. Nhưng mà dạ 20 à chú. Dạ. Nhưng mà em gái này mọi người coi, bé này mới có hơn 30 à, cho nên là em gái ha, quên từ nãy giờ cứ kêu chị biết làm tổn thọ người ta. Dạ, kêu sao cũng được mà. Gọi sao cũng được, cái đó là mình lịch sự thôi. Tự nhiên là nó cái hỏi rồi nhưng mà lại quên. Dạ. Dạ là hồi xưa là ở dưới cái đoạn quận 2, quận 9 rồi. Dạ. Mới là dời lên đây. Dạ. Điều đặc biệt là em là dân Bến Tre luôn. Dạ, Bến Tre ạ. Rất là xinh gái luôn. Lót từng miếng vậy đó ha. Dạ. Hay quá. Tưởng ra để trong cái thau, té ra là để ra cái mâm. Dạ, để ra mâm. À. Sao biết? Thấy mới biết. Hãy phải đi thôi. Nghi à? Đúng rồi. Nghi thôi à. Đây được mấy loại? Dạ, 6 loại thôi ạ. 6 loại. Dạ.
nóng mà còn bốc hơi luôn mà, còn nóng luôn. Ôi, nhìn đã chứ. Sáu loại xôi chị để làm thêm năm giờ đồng. Hay quá trời. Bắt đầu là mới chỉnh sửa cho nó. Giờ mới tạo hình cho nó đây. Quá chi là hay luôn. Dạ. Thấy không? Có một cái tấm ni lông. Đó. Túi ni lông á, cái phủ bao hết lên luôn. Ở đây xe chạy nhiều bụi lắm. Dạ đúng rồi, chính xác luôn. Quá hay luôn. Để phòng nó lên dài cho nó dễ lái ha. À, lấy cái dây đó làm cố định. Cũng có chiêu hết chứ bộ. Hay chứ. Dạ, đứng ở đây coi chị tạo hình cho nó coi. Lên hình cho nó coi. Hay quá. Dạ. Đây 6 loại đây là khoảng hết nhiều ký nếp. Dạ, hơn 10 ký hả? Dạ. Coi dài mà nhiều quá hả? Dạ. Nhìn nó gọn dài mà hơn 10 ký nếp nhiều ghê chứ. Đó là xôi lá cẩm hả? Dạ, lá cẩm. Xôi gấc nè, xôi lá cẩm nè, rồi là dứa. Dạ, xôi đậu phộng, đậu đen và xôi đậu xanh. Đó. Ui, lầm quá gọn chị nè chắc. Chị này chắc cũng bán lâu rồi cho nên là làm lẹ lắm luôn đó. Chị làm quá lẹ luôn. Không vừa phải không chị? Một hộp vậy là nhiêu? 15 ngàn. Ồ. Có nghĩa là cái hộp 15 ngàn đó là do khách yêu cầu. Còn nữa là bình thường là bán 10 ngàn một hộp thôi. Dạ. Là mẹ đơn thân nha mọi người. Đó. À, bây giờ mà qua clip này mà lỡ mà có anh nào mà muốn kết duyên thì có tiến tới luôn không? Dạ, bạn sự tùy duyên anh ơi. Tùy duyên ha. Dạ. Trời. Như em với anh không có duyên mới gặp đúng không? Dạ. Tùy duyên nếu mà được là vẫn ok luôn ha. Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà có duyên là tự ra. Nhưng tự nhiên hồi xưa bán món kia, tự nhiên xong rồi chuyển qua cái món này, nó khó khăn. Dạ, tại có một mình ăn ngày xưa thì có mấy người kia phụ. Vậy hả? Ờ, quá giỏi luôn. Đây, quay cận cảnh cái mâm xôi. Đó, 6 loại xôi, sáng nào cũng làm vậy á. Bây giờ là chưa được 6 giờ sáng, giờ là cứ khoảng 5 rưỡi sáng là chị... Dạ. Là em dậy là dọn ra hàng ra đây rồi hả? Dạ. Yeah. Bình thường là 5 giờ 15 là em đã có mặt đây rồi. Ôi, sớm dữ vậy hả? Dạ, yeah. Hôm nay là trễ. 5 giờ 15 là có sẵn sàng ở đây rồi đó. Dạ. Yeah. Rất là hay luôn. Cái bánh phồng này là phải nướng từng cái một vậy đó ha? Dạ anh. Bánh này cũng ở quê em luôn đó. Ủa vậy hả? Bánh tráng Mỹ Lòng, bánh phồng Sơn Đốc của tỉnh Bến Tre. Cái này coi bộ khó nướng chứ không dễ đâu à. Dạ, thấy lật đơn giản đúng không? Mình mà không trở nhanh vậy là nó dễ cháy đó, nó dễ cháy hơn bánh tráng ha. Dạ. Bánh tráng thì nó dày hơn, còn loại này nó có vẻ nó mỏng hơn, khó nướng hơn rất nhiều. Phải đảo, phải ra lật liên tục vậy đó. Dạ, nó đều bánh á.
Vậy là ngày nào mình còn bán hay sao? Dạ, chủ nhật em nghỉ anh. Chủ nhật nghỉ ha? Dạ. Chủ nhật nghỉ xa hơi chứ làm quá. Dạ, với lại những ngày lễ lớn là em nghỉ nha. Ồ vậy hả? Dạ. Dạ, lấy bánh luôn hả chú? Hả? Lấy bánh luôn hả? Chú lấy bánh này luôn hả? Ờ, bánh luôn. Dạ, vậy lấy cái nóng này luôn nha, 10 ngàn một cái. Ôi bể, cảm ơn chú ạ. Nó vừa trở xong cái bánh nó chín cái là mà gói sâu liền. Dạ. Ồ. Làm lẹ dễ sợ thiệt. Làm lẹ mà còn không kịp anh ơi. Ờ. Nhìn cái tay làm lẹ dễ sợ luôn rồi. Làm như là lẹ như nhanh như điện này. Nướng bánh này mà khách vô đông vui lắm. Dạ. Nướng không có kịp. Mà khoảng bánh... mấy giờ là mình khách đông nhất? Dạ tầm 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi. Đó là giờ cao điểm luôn. Không hiểu là sao chứ chừng 1-2 tuần nay là đi gặp mấy bà mẹ lương thân giỏi quá trời giỏi luôn. Dạ, cảm ơn. Bán cà phê cho tới bán xôi rồi. Trời ơi, quá giỏi luôn. Vậy là bây giờ là sống ở trên đây cũng sống một mình vậy thôi. Dạ đúng rồi, em ở một mình. À, dạ. Ở một mình, trời ơi, nó buồn chị, buồn chịu mà nấu trời. Dạ. Mỗi ngày ở đây gặp khách hàng là vui rồi. Ủa, vậy là sáu cứ một gói vậy là đủ 6 loại xôi luôn hả? Dạ đúng ạ. À, vậy là làm cái kiểu thập cẩm luôn ha. Dạ. Hello anh. Cái xôi có nghĩa là một gói vậy là 6 loại xôi luôn chứ không phải là gói từng loại. À, có dừa nạo này, à, có đường này, à, muối nha, muối đậu. Dạ, đường cảm ơn anh. Ai ăn cái bánh bánh phồng thì đây, cái này còn là, không à? Cái này là bánh phồng để bắp nhão ha. Đúng rồi. À, bắp nhão. Dạ. Ok. Lúc trước em gói lá chuối mà bây giờ lau lá chuối cực quá với lại nó không được sạch sẽ cho lắm thôi. Đúng vô rồi. Hộp cái nhìn ra bán lá chuối khó cực lắm á. Dạ mình phải lau cho sạch rồi nữa. Mua về rồi cắt cắt rồi lau rồi rửa. Dạ. Rồi lau cho nó nhiều công đoạn lắm. Dạ. Vất vả lắm chứ không phải giỡn nha, nhìn những cái xe lá chuối vậy chứ làm cực lắm. Bây giờ vô hộp nó sẽ tiện hơn, nó sạch nữa. À từ nãy quên chứ, quên hỏi tên gì luôn. Dạ em tên Nhi ạ. Nhi. Dạ. À. Nhi là năm nay mới có 33 tuổi à, trẻ quá trời luôn rồi. Dạ, nãy. Cảm ơn. À, cô gái Bến Tre giỏi quá trời luôn. Đây mọi người xem. Quá là trẻ. Trẻ mà giỏi nữa. Bán thứ bảy ta bán thứ hai tới thứ bảy thôi, chủ nhật ở đây thì nghỉ. Dạ. Mau hợp bắp. Ok, bán có lấy thêm đường không anh? Dạ. Dạ 10 ngàn ạ. Dạ. Anh quay YouTube. Dạ, anh Nhung cảm ơn. Đây, quay còn cái xe một người xe bánh bánh phồng cuốn xôi. Đậu xanh lá cẩm gắt. Đậu trái là em là chị Kỷ, chị tính ha. Bán chú ơi, nay chú ăn xôi nào vậy? Để. Nay chú ăn xôi nào? Hồi sáng rồi có bán hay chưa? Dạ bán rồi ạ. À. Lấy xôi nào hay là đủ thứ? Ừ, đủ thứ. Dạ. Chứ sao không được cái bố? Dạ không sao hết, mai mốt chú đưa con vẫn được. Dạ. À bình thường chú ơi. À chú đợi con nướng cái nóng nữa nha.
Dạ. Dạ. Lọt lẹ lắm. Vừa hái cái là gói sau liền. Để cho cái bánh nó nám nó giòn ngon đó. Cú nào cũng nói to đùng lên. Mai mốt chú phải đi nghe chú đưa. Dạ. Đứng ở bên đường luôn. Dạ. Đứng bên đường gọi sâu luôn. Dạ. Xoay hai bắp chú. Chú tính lấy xoay hai bắp vậy? Một cái là... dạ 10.000. Bán hơn năm rồi, khách quen cũng nhiều ghê đó. À, mua sớm ghê luôn à. Dạ chào chú ạ. À. Cặp vô mua liên tục ha. Xanh cam. Dạ. Các cặp vô mua liên tục không vậy? Dạ. Dạ chú. Dạ. À đó bởi vậy bữa cái. Bữa giờ chú không biết mặt con. À không mua ba lo lai có thấy mặt đâu, bữa nay mới thấy mặt anh xinh quá trời luôn. À thấy chưa? Dạ, cảm ơn chú ạ. Người ta khen quá trời luôn bởi vậy. Dạ. Em nhận xin mà giỏi nữa, làm quá giỏi luôn. Chú ăn xôi lâu rồi mà chú không có biết mặt. Là khách quen đúng không? Dạ. À, khách quen mà bữa nay mới thấy mặt á. Dạ. Thấy kỹ dữ không? Chú mặt kỹ quá. À, dạ chú. Kỹ quá kỹ luôn. Dạ chú ơi, thấy tiền không dạ? Đây đối diện kia. Dạ. Số là 764. Nếu như bảy số bốn đường lượng quá cũng như hai người. Bán xôi được cái là đây là bán dạ, nhiều loại á, cho nên ai dạ, ăn loại gì là có. Dạ có. Lên ở kênh phố bụi coi. Chừng nào? Diêu. Dạ. Diêu lên phố bụi. Dạ. YouTube á. Dạ cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú ạ. Dạ cảm ơn chú ạ. À. Rất tình. Ủa ghê thì ra chơi. Mấy cái chú ơi. Dạ một hả? Hai dạ. Mua sớm về có vẻ là từ giờ để từ nãy giờ để khách lớn tuổi thôi, cứng cứng tuổi thôi mà. Dạ. Là mua sớm hơn. Các bạn trẻ đi làm thì bây giờ chưa có nha mọi người. Dạ. Chưa có đâu. Chắc là cái giờ cao điểm rồi các bạn trẻ mới cống thôi. Giỏi quá trời luôn. Dạ con cảm ơn. Bán ly liền à. Chưa tới giờ cao điểm mà phải bán ly liền luôn mọi người ơi. À mình trải điều ra rồi mình rắc kìa đó. Dạ hay quá. Tính ra em bán mới có hơn năm nhưng mà khách quen cũng nhiều rồi chứ. Dạ. Khách quen ra mà. Ồ. Dạ nay mới thấy mặt. Dạ em cảm ơn. Nay mới thấy mặt em. À dạ đó. Anh đó biết chưa. Ai thấy còn khen quá trời quá đất luôn. Dạ em cảm ơn. Ở dài dấu kỹ quá trời. Dạ. Em này dấu kỹ một phần là bởi vì đứng ở đây cái bếp lửa nó nóng quá cho sợ nắm. Dạ. Ra đây bụi bặm nữa cho nên là bình thường là đeo cái khẩu trang kín lắm mọi người. Không có thấy mặt thấy mũi vậy. Dạ. Cho nên là khách ăn khách mua xôi cả năm trời á nhưng mà chưa thấy mặt, bữa nay thấy ai cũng bất ngờ ấy.
cứ đảo qua đảo lại biết vậy nó mỗi tay không? Dạ cũng quen rồi anh. Quen hả? Dạ. Hello anh. Dạ. Ủa vậy là hôm qua anh thấy cái quay à hả? Dạ. Ở kia ha. Dạ. Dạ là khách này có vẻ là thường xuyên ngày lộn ghé. Dạ cái này là mỗi ngày ạ. À. À mỗi một ngày luôn. Dạ. Dạ. Đây là mỗi ngày. Đây thì tí mười. Khách này ăn cuối năm phải tặng lịch rồi. Mỗi ngày luôn mà. Dạ. Nói, dạ, có nhiều khách dễ thương quá trời luôn. Vậy chừng khoảng thường thường khoảng mấy giờ là mình nghỉ bán rồi? Dạ tầm 8 giờ rưỡi hả? Mấy giờ? 8 giờ rưỡi. 8 rưỡi hả? Dạ. Vậy thì cũng sớm quá trời luôn. Sau đó khoảng 8 giờ 8 rưỡi là coi như là nghỉ rồi đó. Dạ. Là hết rồi đó. Bữa nào mà hơi chậm thì ngồi lại 9 giờ. Dạ. Dạ. Yeah.